Xem 120k. Bán là chỗ đầu tiên, con bé nhá, có mỗi con này bé thôi. Nó ở lọc ở dưới em vừa nhấc lên mới thấy. Rồi, mua ta rồi, mau mau đi rồi thôi. Rồi, 120 ta đầu tiên cho bác nào đây? Rồi, bác Quỳnh Phương. Đầu tiên cho bác Quỳnh Phương ạ, gộp đơn cho bác Quỳnh Phương. Anh Lê Công Tân, anh chốt xong mất rồi. Gộp đơn cho bác Quỳnh Phương. Bình Phương này. Em tính theo máy của em thôi nhá mọi người ơi. Rồi, có khi các bác nhấn trước lên máy của bác trước nhưng mà về đến máy em là đây là sao? Về ESO này. Cộng đơn cho bác Bình Phương, một con bé bé xinh xinh. Đấy, em có đây xem trực tiếp cho mọi người nhá, nên mọi người không phải lo đâu. Nó sẽ về nhà các bác đỡ phải lo, không các bác cứ kêu bé về to. Em gặp mấy đơn như thế rồi. Em đơn nào em cũng đo xe hết mà các bác toàn chê. Em xem một đơn nào bé nhất nữa không này. Rồi lấy để bán hàng từ con bé đến con to nhá. Từ con bé đến con to. Rồi con này độ dài là 2 sen này. Đó, cũng 2 sen nhá. Rồi cho em đơn này là 240k. 240k. Thôi rất là giao lưu cho mọi người rồi đấy. Ai chốt nhanh đầu tiên cho em ạ. 240k đơn biệt ESO. Đây nhá, độ dài của nó em cho trực tiếp cho mọi người này. 2 sen nó ở đây nhá. Ở đây này, đo mỗi đến cái lá này thôi này. Đấy, vừa bán vừa giao lưu cho mọi người. Mini game tí đi bạn. Mini game đã kết thúc rồi ạ. 240k vừa bán vừa tặng cho mọi người nhá. Rồi 240k cho bác Lê Văn Thi. Lê Văn Thi này. 240k cho bác Lê Văn Thi 240. Còn bác nào chưa rõ mặt hoa để em lên mặt hoa. Con bệt ESO này. Bác Lê Văn Thi, bác cho em số địa chỉ này. Bác Lê Văn Thi cho em số địa chỉ nhá. Bác Lê Văn Thi ở bác đầu tiên. Rồi lên con tiếp theo luôn. Con này 3 sen. 3 sen. Rồi 3 sen là 360. Rồi lấy tròn 350. 360 lấy tròn 350 ạ. Độ dài 3 sen. Độ dài 3 sen nhá. Độ dài 3 sen cho bác nào chốt. Ồ, bác Lê Văn Thi em nhận được số địa chỉ nhá. Rồi đơn nó bé bé mọi người ai cố gắng gộp đơn cho em gửi luôn một thể cho đỡ mất công nhá. Có mặt hoa nhá bác Dưỡng này. Rồi 350k gộp đơn cho bác Viết Cương đúng không? Bác Viết Cương, bác ghi gộp đơn này. Bác ghi đầu tiên gộp đơn đúng không? Bác ok lại cho em một cái nhá. Mặt hoa cái này em chụp buổi tối. Cái này là bệnh ESO ạ. Cái này em chụp buổi tối này. Đây cái này chụp ban ngày nhưng mà hôm nay trời dâm. Đây nhá. Mặt hoa Cửu Long Cao Phong dọn rồi, ok. Đây nhá, mặt hoa của bệnh ESO này, Cửu Long Cao Phong. Ôi giời. Ok bác Viết Cương này. Đây nhá, Cửu Long Cao Phong này nhá. Cửu Long Cao Phong và Bình này gộp đơn cho bác Viết Cương này. Bác chốt đầu tiên này. Rồi ôi, em tính theo máy chủ của em thôi, mọi người thông cảm giúp em với ạ. Bác Viết Cương đang còn nhá, mọi người yên tâm ạ. Viết Cương. Mọi người yên tâm không đang còn hàng ạ. Nãy giờ mới bán được 3-4 đơn mà. Rồi bao nhiêu nhỉ? 350k. Con bệt ESO 350k gộp đơn cho bác Viết Cương này. Ôi, có một sen lúc nãy có mỗi một con này thôi. Ok Công Tân ạ. Đây ạ. Rồi con này cũng thế này, cũng 3 sen này. 3 sen này 350 này. Rồi bác nào tiếp không này? 350. Đấy, bác tự do tự tại lấy đơn này thì ok nè. Đầu tiên cho bác tự do tự tại này. Không máy bác chạy chậm. Bác tự do tự tại có lấy đơn này thì ok đem cái này ưu tiên cho bác tự do tự tại này. Rồi bác Tiền Thanh đợi em một xíu em lên đơn này. Bác tự do tự tại lớn đơn này thì ok cho em ạ. Độ dài con này 3 sen nhá. 3 sen đang lấy được thì ok. Xem tiền thuế em. Đây tiền thuế em còn có 2 đơn. À còn 1 đơn. Lúc nãy đơn kia thì bán 400 rồi. À đơn này 200. Đúng rồi còn 1 đơn 400 đơn 200 nãy bác xá kia. Mặt hoa của tiền thuế đây nhá. Mặt hoa của tiền thuế đây ạ. Cửu Long em chỉ có ký to thôi nhá. Em coi cái này bao nhiêu sen. Cái Cửu Long này là 5 sen. Đấy, 5 sen 600 nghìn mà có mầm gốc nữa. Bác nào lấy được em tặng mầm gốc em không tính tiền. Em chỉ tính là thân già là đây,
Đáng ra là phải 6 sen rồi, em chỉ tính 5 sen này này, 600k, bác nào lấy được thì chốt 600k cho con cửu long cao phong nha. Em không tính mầm gốc lên được 1 sen. Thế là mày chơi đều ông Nguyên rồi. Rồi chốt cho bác tự do tự tại này, bác tự do tự tại cho em số này là địa chỉ này. Rồi em nhận được luôn rồi nhá. Ôi đưa đây, đừng con. Bóp vào đây. Bác tự do này. 350k con bệt này. Rồi mọi người chốt hàng nhớ cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Bác Dân Nguyễn chốt 600 này. Ok bác Dân Nguyễn cho em số điện thoại địa chỉ này. Con cửu long cao phong này. Bác Dân Nguyễn. Em chỉ có key to của cửu long cao phong thôi. Bác nào lấy gì để em tách, em còn 1 2 3 4 5 key trong chậu nữa. 600k dân cửu long cao phong. Rồi hôm nay em bán rẻ lắm. Em xả cho mọi người lấy khách. Bác Linh Mai ạ. Tối qua em bán được có mỗi 3 đơn thôi, em buồn quá nên là hôm nay em bán rẻ cho bác chốt. Rồi lên thêm con bệt nữa nhá. Đây này, con bệt, thêm một con bệt nữa là cho bác Hoàng Nguyễn, bác này gộp đơn này. Bác Hoàng Nguyễn gộp đơn này. Rồi đây 3 sen này, bác lấy đơn này ok 450 cho em này. Ở đây, kỳ bệt bác Hoàng Nguyễn này. Ok bác Hoàng Nguyễn này. Đây 350 bác lấy đơn này thì ok cho em này. Bác Hoàng Nguyễn lấy đơn này thì ok cho em ạ. Alo, alo bác Hoàng Nguyễn đấy ạ. Rồi ok bác Hoàng Nguyễn này. Hoàng Nguyễn 350k con bệt này. Rồi bé ESO hôm nay bán giá giao lưu cho mọi người 120k một sen đấy. Gộp đơn cho bác Hoàng Nguyễn. Đơn của bác Hoàng Nguyễn đâu nhỉ? Huy Hoàng này. Rồi, bác có một con tím Huế với một con bệt này. Rồi bác Lê Văn Thi này có con tím Huế 200k đây. Đúng rồi, vừa có con tím Huế 200k của bác ấy vừa xả xong. Đây á. Rồi để em chụp đơn của bác Dân Nguyễn này. Bác lấy đơn này con bác Lê Văn Thi này, lấy thì ok cho em một cái này. Lấy thì ok lại cho em một cái. 200k nha bác Hoàng Nguyễn nhá. À quên bác Lê Văn Thi nhá. Để em tắt tiếng rồi này. 200k bác Lê Văn Thi lấy đơn này thì ok, độ dài con này là 7 cm hay bao nhiêu nhỉ? Cái thước của em lại đâu rồi? 7 sen đấy, 200k. Rồi ok bác Lê Văn Thi này. Bác gộp đơn à bác Lê Văn Thi? Đúng không? Gộp đơn em thấy một con bệt ESO 200k. Con tím Huế. Cho anh xem